để vô nó tí. Vô mình phải hỏi tiếng lịch sử đó, đúng rồi, cái gì cũng phải hỏi cái đâu có làm khó đâu ha. Đúng rồi, đúng rồi, nói chung là mình chỉ cần hỏi ha. Quay cái anh này đi, đây nè chú anh. Đón từ ngoài cổng cho luôn á. Chào anh em. Chào anh em. Trời ơi. Ok men. Rồi. Tới là có ekip hỗ trợ liền. Ngọc bay ra hỗ trợ đi. Đó. Giờ 15m sẽ làm caramel cho anh Minh luôn. Cái hôm nay nặng không anh? Cần mấy người anh? Hai người ha. Em tưởng cần chục người chứ. Nghe nói đây là hai cái con gì đúng không anh? Đúng rồi. Quay là mình phải toàn cảnh như nè. Vô trăm sáu đồng là mày review. Đừng kiên xúc đích. Chiều tối rồi mà vui ghê á. Đây đưa con mình đây, chị cầm giùm cho đó. Đây. Hết nhái. Đây chị cầm giùm cho. Ơ con muỗi cắn em thiệt nè. Đó. Có cắn không? Cắn anh mới sát thanh xong á nè. Đây ta cầm cho nhiều chuyện. Nhiều chuyện quá. Để em đợi dưới đây anh. Tèn tèn tèn. Ủa vậy mà cuối cùng hai anh em mình cũng quên à. Chỉ số rồi, lớp phôi với lớp trưởng. Số trời đã định này. Rồi, nha. Bà xã cặp anh đây, anh bung, anh phái bung cái vụ này. Cái gì vậy? Không ha, coi chừng nó bay à, coi chừng nó bay. Có cái con gì trong đây nè. Coi chừng cái chân sốt. Coi chừng cái chân sốt. Thôi, hai lấy kéo cắt được. Cái con này bằng trái cây. Ê, coi chừng nó nghiêng, coi chừng nó nghiêng. Khoan, bưng ra được rồi. Bưng ra là được. Thành công rồi, đẹp chưa, tới mộ Vũ Linh này là kìa, thấy hoa viên Vũ Linh không? Nó quay mặt một hướng vậy đó, một hướng hả? Có mã số của New Zealand, phải New Zealand không? Wow, vậy là cái dĩa này mới mốt là mình sử dụng được luôn á. Đúng rồi, để chị Ngọc nói là khi mà cái này bị héo gì thì chị Ngọc sẽ mua cái cây khác để mà mình. Đúng rồi, ba bốn mình ai coi chú gì cũng mình đem lên để đây cũng được. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi, hay ha. Đúng là chị Ngọc chỉ cúng toàn độc lạ. Một
cái dĩa để đựng trái cây luôn nè, rất là đẹp luôn ha. Thôi giờ mình thắp hương cái đã, để thắp hương giấy thì giờ mình trời ơi. Tuyệt vời luôn ha. Này kêu một con gì anh con cặp công trái cây. Cặp công trái cây. Đúng rồi, cặp công. Cặp công nha. À, 15m Bình Dương xin giới thiệu với tất cả bà con cô bác. Đây là cái cặp công chân trái cây rất là đẹp. Và chủ nhân đó chính là chị Hồng Ngọc ở Châu Đốc An Giang. Đó, cặp công ha, được chính tay anh shipper mang đến một cách là cẩn thận luôn. Wow. Cái nãy giờ mình đang thắc mắc không biết cái lá này lá gì ha. Bây giờ mình đốt đèn lên chưa? Thắp đèn lên đây, bật đèn năng lượng lên luôn đi. Rồi rồi bà con cô bác đến viếng nữa nè. Không chỉ có các anh em YouTuber mà có cả là bà con cô bác nữa đến để viếng mộ của cậu Năm. Bây giờ là 18:10 rồi. Chiều tối rồi. Đó như các cô chú các chị thấy ha. Màn đêm sắp buông xuống. Hôm nay thì hai vợ chồng 15m một ngày phá lệ ở lại sớm. Ở lại trễ mới đúng chứ, ở lại trễ. Trời ơi. Quá trời đẹp ha. Sao cái gì mà giỡn tốt mà anh? Cái đèn này rất là tốt. Cái đèn này tốt đúng không? Nó có một loại rất là tốt hơn. Cái giỡn anh mua lầm. Thôi mình mua lầm, mình mua lại anh. Chị chụp anh không? Em phát hiện cái đèn kia anh giận ngược rồi kìa. Anh có tình là tại vì giận ngược nó không được, anh có tình là giận ngược mà. Em sợ vô nước á. Không, nó quảng sáng không, quảng sáng. Wow. Bây giờ thì hôm nay thì 15m sẽ quay cảnh bình minh cho cảnh hoàng hôn cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Trời ơi, đón hoàng hôn ở trên mộ cậu. Wow, bình thường là đón bình minh thôi, hôm nay thì có đón hoàng hôn luôn nè. Trời ơi đẹp. Như các cô chú anh chị thấy không? Hoàng hôn quá đẹp luôn. Đó, quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Ở Long An nè hả? Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn món quà rất là ý nghĩa và vô giá trị của chị Hồng Ngọc đã dành tặng cho cậu Năm chiều tối muộn ngày 23 tháng 6. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép chào tạm biệt tất cả quý cô chú. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mà thấy kênh hay, hữu ích hay like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.